Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh nhà đất Hùng Greenland bất động sản Bảo Lộc nha. Hôm nay em Hùng lại giới thiệu cho mọi người một mảnh đất tại đường Nguyễn Khắc Nhu thuộc phường Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc mọi người nha. Đây, tôi được mặt chúng ta đây. Đấy. Và có ranh. Từ gốc cây này mọi người nhé. Qua tới gốc cây bên này là 10 mét mặt tiền và trải dài xuống dưới nha mọi người. Xuống dưới nha. Tới đám cà phê đằng sau luôn là 70 mét. Và tổng diện tích là 710 mét vuông. Đất chúng ta thì chỉ có thổ cư mọi người nha. Quy hoạch 40% thổ cư rồi. Với diện tích hơn 700 mét vuông này thì phù hợp anh chị đầu tư này hoặc là làm homestay nghỉ dưỡng này, trồng thêm cây ăn trái, làm thêm ao cá nhỏ nhỏ nữa, rất là đẹp luôn nha anh chị. Còn anh chị mà ở xa lâu lâu lên Bảo Lộc du lịch, thay vì anh chị thuê khách sạn thì mình có nhà của mình ở thì quá là tốt luôn. Còn nếu anh chị mà không ở này thì có thể cho thuê này, là để thêm ray lúa thì là càng tốt anh chị nha. Còn hướng này đi thẳng sẽ ra đường chính Nguyễn Khắc Nhu anh chị nha. Đường chính Nguyễn Khắc Nhu ngay cột điện đây chị, là mặt tiền đường chính luôn. Các đường chính Nguyễn Khắc Nhu chỉ có 100 mét thôi, rất là gần luôn. Còn hướng này sẽ ra đường Trần Quang Khải giao với đường Nguyễn Khắc Nhu nha anh chị. Sắp tới đây ngay cột điện này sẽ là vòng xoay giao nhau đường Nguyễn Khắc Nhu và đường Trần Quang Khải với đường tránh quốc lộ 20 phía nam nha mọi người. Đây, đường tránh quốc lộ phía nam ngay đằng sau đất mình đây, cách đất mình chỉ có 200 mét thôi, rất là gần luôn. Và đất chúng ta mặt tiền ô tô rộng 6 mét nha mọi người. Còn hướng này đi thẳng sẽ ra đường Võ Trung Toản nha mọi người, thông ra quốc lộ 20 luôn. Còn núi cao cao kia là núi Đại Bình nha mọi người, khu mà mấy bạn đi thân mây đấy. Còn phía mấy nhà mái tôn kia là khu công nghiệp Lộc Sơn nha mọi người, trải dài từ phía này qua tới mặt tiền quốc lộ 20 luôn, rất là rộng. Và đất chúng ta cả cha trung tâm chợ Lộc Nga chỉ có 2 cây thôi nha mọi người, và cả cha quốc lộ 20 chỉ có 1 cây thôi, bằng 5 phút đi xe thôi, rất là gần luôn. Và cả cha trung tâm thành phố Bảo Lộc chỉ có 5 cây thôi, bằng 10 phút đi xe thôi là tới rồi nha mọi người. Đấy, nói chung xung quanh chúng ta tiện ích đầy đủ, bán kính chỉ có 5 phút đi xe thôi nha mọi người. Với diện tích 10 mét mặt tiền, dài 70, tổng diện tích là 710 mét vuông, giá chỉ có 2 triệu tư một mét vuông thôi nha mọi người. Đất thuộc phường mà giá này thì em thấy khá là tốt so với khu vực hiện tại nha mọi người. Anh chị nào mà có nhu cầu xem đất trực tiếp thì cứ liên hệ số điện thoại em bỏ phía dưới nha. Bây giờ xin mời tất cả anh chị cùng em tham khảo video từ Playcam nhìn xuống nha. Thank you.